Ngọc Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, còn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta sở hữu một body đáng mơ ước, đúng không nào? Đối với các bạn nam thì đó sẽ là một body chuẩn men với các thớ cơ săn chắc, tràn trề sinh lực. Còn đối với các bạn nữ thì đó sẽ là một body quyến rũ, chuẩn đồng hồ cát với vòng 1 và vòng 3 căng tròn, tràn đầy sức sống. Và thế nhưng thì không phải ai cũng may mắn sở hữu được điều này. Và nếu bạn đang băn khoăn về một thân hình gầy gò ốm yếu, ăn mãi mà không tăng cân, thì ngày hôm nay Ngọc Mai sẽ giới thiệu đến cho các bạn một bí quyết tăng cân hiệu quả. Đó chính là viên uống tăng cân Tamino. Và ngay trên tay Ngọc Mai lúc này đây, đó chính là sản phẩm Tamino. Viên uống tăng cân Tamino là sự kết hợp giữa hai nền Đông và Tây Y với cơ chế tăng cân toàn diện được các chuyên gia khuyên dùng. Và trong một sản phẩm viên uống Tamino thì bao gồm các thảo dược quý như là lạc tiên, tâm sen, nhân trần. Và đây đều là những thảo dược quý trong đông y rất là tốt cho sức khỏe của các bạn, giúp cho chúng ta có thể thanh lọc, giải nhiệt, giảm nóng trong và đưa vào giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn và không còn mộng mị nữa. DJ Jim có trong Tamino sẽ giúp phân giải các thành phần quan trọng có trong thức ăn và nhờ vậy thì sẽ tăng khả năng hấp thu thức ăn của cơ thể lên đến 80%. Ngoài ra thì các hoạt chất như là L-lysine, L-arginine, kẽm, magie sẽ giúp bạn tìm lại được cảm giác thèm ăn, giúp bạn ăn ngon hơn và nhờ vậy thì có thể ăn được nhiều hơn. Và tinh túy cuối cùng trong Tamino đó chính là thành phần whey protein chất lượng cao được nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ, giúp bồi đắp các nhóm cơ săn chắc và nhờ vậy hỗ trợ tăng cân và tăng cơ khỏe từ sâu bên trong. Tamino hỗ trợ tăng cân theo cơ chế nội sinh 5 tác động vượt trội, bao gồm: đầu tiên, nó sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, đào thải những chất độc tố tích tụ lâu ngày bên trong cơ thể ra bên ngoài. Thứ hai, đó là cải thiện hệ tiêu hóa, giúp bạn giảm đi các tình trạng như là khó tiêu, ở hơi, ở nóng, đầy hơi, vân vân. Và thứ ba thì nó sẽ giúp cho bạn kích thích khả năng thèm ăn, giúp bạn ăn ngon hơn và nhờ vậy thì ăn được nhiều hơn. Và thứ tư, nó sẽ giúp bạn tăng cường thể trạng, nếu như ai mà hay bị ốm vặt thì từ nay sẽ không còn phải lo nữa. Và cuối cùng thì sẽ giúp bạn nuôi dưỡng cơ bắp, giúp cho bạn sở hữu một vóc dáng cân đối và đầy đặn hơn. Và nếu như bạn kết hợp viên uống Tamino với một chế độ ăn khoa học và một chế độ tập luyện hợp lý thì chắc chắn rằng hiệu quả phát huy hỗ trợ tăng cân của Tamino sẽ tăng lên đáng kể. Và một điều mà Ngọc Mai muốn lưu ý đến các bạn đó là sản phẩm Tamino hoàn toàn nói không với chất corticoid. Và đây là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ và dây chuyền hiện đại, được kiểm nghiệm gắt gao từ nguyên liệu đầu vào cho đến quy trình sản xuất cũng như là thành phẩm và lưu thông ra bên ngoài thị trường. Vì vậy thì cực kỳ an toàn kể cả cho trẻ em cũng như là phụ nữ sau sinh đang cho con bú. Sản phẩm viên uống tăng cân Tamino đã được kiểm định về chất lượng và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành rộng rãi ở trên toàn quốc. Và bên cạnh đó thì còn được các đầu báo uy tín như là Dân Trí, Eva, Sức Khỏe Đời Sống khuyên dùng như là một liệu pháp tăng cân hiệu quả dành cho các đối tượng như sau. Đầu tiên, đó là dành cho những người gầy ốm lâu năm, ăn mãi mà không tăng cân. Thứ hai, đó là những người đang gặp phải vấn đề về hệ tiêu hóa khó hấp thu. Và thứ ba, đó là những người đang bị suy nhược cơ thể, bị ốm lâu ngày, bị thiếu máu, hay những người lao động nặng hay gặp phải tình trạng mệt mỏi và cần bổ sung chất dinh dưỡng. Và thứ tư, đó là các bạn nam nữ đang tham gia tập luyện thể hình và cần phát triển cơ bắp, tăng cường sức mạnh trong lúc tập luyện. Đặc biệt cuối cùng là sản phẩm hỗ trợ tăng cân Tamino còn dành cho phụ nữ sau sinh đang cho con bú cần tăng cân, cũng như là các em nhỏ trên 5 tuổi đang gặp phải vấn đề biếng ăn và cần cải thiện về cân nặng. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì mình sẽ không bị phụ thuộc cũng như là sụt cân trở lại khi mà ngưng sử dụng sản phẩm Tamino đâu nhé. Và từ khi xuất hiện ở trên thị trường thì Tamino đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng cũng như là nhận được những phản hồi tích cực về việc hỗ trợ tăng cân, cải thiện hệ tiêu hóa và giúp bạn ăn ngon, ngủ khỏe. Một sản phẩm tuy đơn giản thôi nhưng mà đem lại hiệu quả rất là bất ngờ, đúng không nào? Và các bạn lưu ý là hiệu quả tác động còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người nha. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều sản phẩm giả mạo Tamino. Vì vậy nếu như mà các bạn muốn sở hữu việc uống hỗ trợ tăng cân Tamino chính hãng thì hãy nhanh tay gọi về cho chúng tôi qua số hotline 0902 323240 hoặc ngay lập tức đến với địa chỉ 225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.